Hải đang xin chào bạn. Sau đây đang xin trên giới thiệu các bạn sục cá oxy. Sục oxy. Sục này bằng pin các bạn nhé. Sục pin gọn nhẹ. Đơn giản, gọn nhẹ. Đơn giản này các bạn. Đóng vào thế thôi. Cái này nó có sẵn gọn trong thân hộp rồi. Kích thước của nó này 14 này. 13 năm chứ không 14 nữa. Mà 7 năm. 7 phân rưỡi. Chiều dày. Dày 4 phân. Đây là lắp pin này. Chạy pin này thì các bạn di chuyển cá vận chuyển về nhà thì sẽ tiện hơn. Nó cục tắc cạnh nha bạn. Rồi, đóng vào. Cắm sục. Cắm đầu cắm đầu sục vào, cắm vào đầu máy. Dây này có đoạn ngắn này, bạn muốn dài thì bạn mua được. Dây này ngoài thị trường có. Cắm vào đây. Đây quả sục. Test cho bạn xem. Bật rất khỏe, đơn giản. Nó chặn gì đấy đâu. Rất đơn giản, hiệu quả. Các bạn mang cá vận chuyển cá xa được, mang cùng pin. Vừa rồi Hải đang phát sinh đã giới thiệu các bạn máy sục oxy cho cá. Hải đang phát sinh chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.